heo mọi nướng cô lệ nha các bạn. Cô lệ có bán ngon rồi, còn mấy người kia bán cũng bình thường, cho cô lệ ướp những cái gia vị mà đặc trưng riêng của quán cô thôi. Xin chào các bạn, hôm nay kênh Du Phúc sẽ giới thiệu cho các bạn một món nướng heo nướng mọi các bạn, nướng sườn cây rất là ngon ở đường Trần Cái Sương quận Phú Nhuận các bạn. Đây là con đường Trần Cái Sương, chúng ta vừa đi vào một cái ngã ba thì thấy một tiệm heo nướng mọi các bạn. Đây không gian đây các bạn, đây là heo mọi nướng và sườn nướng các bạn. Đây là cái gì cả, để tôi tự đỡ bỏ một cái động cơ được đọc quay. Chân có 1 tí.
đen đen này. Lại cái tương bỏ vô. Món nem nó để mình ăn với gì chị? Thịt á. À thịt mình nướng đây luôn á hả? Là mình bỏ hai loại, là khách muốn loại nào thì lấy ăn loại đó đúng không chị ha? Là có chân gà nướng đây. Này là chín rồi bỏ lên trên cho nó nóng thôi đúng không chị ạ? Ban ngày chị đi chợ đi sớm không chị? Ban ngày chị đi 2 giờ buổi sáng chị đi chợ, đi lấy thịt về chợ mối. Thịt nó có công ty ra. Nó công ty ra rồi mình không? Thank you.